Chào các bạn. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu áo khoác cho bé như thế này. Phần thân áo và tay áo thì mình có móc họa tiết sò xen kẽ với nhau. Có làm cài nút ở chính giữa ha. Và cổ thì làm cổ bé nè. Đây là toàn bộ phần thân áo ha. Các bạn có thể phối màu để phù hợp cho bé trai hoặc bé gái đều được. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết. Để làm được mẫu áo này, mình sử dụng len miêu cốt tông cuộn 125g. Sợi len của mình dày tầm khoảng 1.75 cho đến 2mm. Kim móc thì mình dùng kim móc 4.0mm. Những bạn nào mà không có cái mẫu kim này nè, thì các bạn có thể so sánh cho mình đầu kim với sợi len. Khi đưa đầu kim vào so sánh với sợi len, thì đầu kim của mình nó sẽ dày hơn sợi len gấp đôi là được ha. Cho mũi móc của mình nó được mềm mại hơn. Ngoài ra thì mình còn sử dụng kéo cắt len, kim đánh dấu nè, và các cái hạt nút dùng để cài cái phần thân áo. Đầu tiên các bạn sẽ tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Từ nút này mình móc lên một dây móc xích dài 128 mũi móc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sau khi đã có được 128 mũi móc xích, các bạn nối cho mình hai đầu len này lại thì mình sẽ có được một cái khoảng trống. Khoảng trống này nó sẽ rộng hơn so với cái phần thân hông của bé ha, tùy vào size của các bạn á. Từ đây tiếp tục móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Có được 3 mũi móc xích rồi nè, các bạn sẽ bỏ qua cho mình 3 chân móc kế tiếp. Mình sẽ bỏ qua 3 chân kế tiếp ha. Và móc cho mình vào chân móc thứ tư á. Móc vào đó một họa tiết sò, thì họa tiết sò của mình sẽ gồm có 3 mũi kép đơn vào cùng chân móc. Kép đơn thứ hai. Và kép đơn thứ ba. Khi có được 3 mũi kép đơn rồi ha, từ đây móc lên 2 xích. Và tiếp tục đâm kim vào chân móc đó, móc tiếp vào đó 3 mũi kép đơn. Thì mình sẽ có được một họa tiết sò như thế này. Kết thúc cái họa tiết sò này, các bạn sẽ bỏ qua cho mình 3 chân móc kế bên và móc tiếp vào chân móc thứ tư á. Móc vào đây một mũi kép đơn. Như vậy là ta hoàn tất được họa tiết sò đầu tiên ha. Nó được tạo nên từ 8 mũi móc xích ở phía dưới. Tiếp tục họa tiết sò thứ hai, các bạn cũng tương tự bỏ qua cho mình 3 chân móc kế bên. Bỏ qua 3 chân ha và đâm kim vào chân móc thứ tư, móc vào đó một họa tiết sò. Có 3 mũi kép đơn nè. Sau đó móc lên 2 mũi móc xích. Và móc vào cái chân móc mình vừa móc đó, móc tiếp 3 mũi kép đơn nữa. Được họa tiết sò thứ hai rồi, tương tự bỏ qua 3 chân móc kế bên và móc vào chân móc kế tiếp một mũi kép đơn. Ta hoàn tất được họa tiết sò thứ hai. Từ đây các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến hết đầu dây. Tạo cho mình những cái họa tiết sò xen kẽ như thế này ha. Tức là mình sẽ có nè, cái họa tiết sò kế bên của mình nó sẽ cách 3 mũi móc xích. Bỏ qua 3 chân móc xích nè, và móc vào chân móc xích thứ tư một mũi sò. Có 3 mũi kép đơn. Sau đó lên 2 xích. Và tiếp tục 3 mũi kép đơn vào cùng chân móc. Hoàn tất được họa tiết sò rồi, bỏ qua 3 chân và móc vào chân thứ tư một mũi kép đơn. Sau đó làm tương tự cho mình cho đến hết hàng móc.
Sau khi các bạn đã móc cho mình được đến cuối hàng móc thì chân móc cuối cùng cũng là chân móc mà mình móc mũi kép đơn lẻ ha. Đây thì ta sẽ được một hàng móc như thế này. Khi các bạn gấp đôi cho mình cái phần này lại thì ta sẽ có được một cái độ rộng, và cái độ rộng này nó sẽ rộng hơn cái phần thân hông của bé tùy vào size mà các bạn móc. Thì ở đây cách tăng size sẽ như sau ha. Các bạn để ý cho mình ở mỗi họa tiết sò. Đây. Tính từ cái họa tiết sò đầu tiên nè. Thì mỗi họa tiết sò của mình được tạo ra từ 8 mũi móc xích bên dưới ha. 3 mũi nè. Sau đó là một mũi xích tạo cái họa tiết sò. Là mũi thứ tư nè. Tiếp tục 3 mũi xích bỏ qua và một họa tiết xích cuối cùng móc một mũi kép đơn nè. Thì 8 mũi xích này tạo ra được một họa tiết sò. Nếu mà các bạn tăng size thì các bạn sẽ tăng cho mình 8 mũi hoặc là 16 mũi ha. Cái số mũi tăng đó nó sẽ chia hết cho 8. Hoặc là những bạn nào giảm thì các bạn sẽ giảm cho mình 8 mũi tương đương với cái cụm sò như thế này ha. Tức là cụm sò của mình là một mũi sò và một cái mũi kép đơn ở bên cạnh này nè. Là 8 xích. Thì các bạn cứ tăng hoặc là giảm size làm sao cho tổng cái xích đầu tiên mà mình tạo được nó sẽ chia đều hết cho 8 là được ha. Là bộ số của 8 là được. Thì khi mình cứ tăng hoặc giảm size cho cái xích đầu tiên của mình chia hết cho 8 nè, thì cái mũi móc cuối cùng của mình cũng là cái chân móc mà mình móc mũi kép đơn cuối cùng ở đây ha. Nó sẽ hoàn tất được cái họa tiết sò của mình nè. Thì từ đây mình sẽ tiếp tục móc cái hàng móc thứ hai. Móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Ta quay ngược đầu móc lại. 3 mũi móc xích này mình sẽ tính là một mũi móc ha. Các bạn sẽ tiếp tục di chuyển kim cho mình đến chính giữa của họa tiết sò đầu tiên mà ta gặp. Là cái họa tiết sò này nè, chính giữa là cái khoảng trống xích này ha. Móc cho mình vào đó một họa tiết sò. Thì cái họa tiết sò của mình nó giống như các cái họa tiết sò bên dưới. Móc vào 3 mũi kép đơn nè. Sau đó móc lên 2 mũi xích. Và tiếp tục móc 3 mũi kép đơn vào cùng chân móc ha. Hoàn tất được họa tiết sò rồi, mình sẽ di chuyển kim đến chân móc kế tiếp. Nó sẽ là cái chân móc của mũi kép đơn lẻ phía dưới nè. Ta sẽ móc vào đó một mũi kép đơn. Đây ha, chân móc của mũi kép đơn lẻ nè. Như vậy là mình hoàn tất được họa tiết sò đầu tiên cho hàng móc thứ hai. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình ha. Chính giữa của cụm họa tiết sò này nè, móc vào một họa tiết sò. Lên 2 xích và 3 mũi kép đơn. Kết thúc họa tiết sò này, đâm kim vào chân của mũi kép đơn lẻ, móc vào một mũi kép đơn. Ta hoàn tất được họa tiết sò thứ hai cho hàng móc thứ hai nè. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình các cái họa tiết sò tiếp theo cho đến chân móc cuối cùng. Sau khi đã móc được đến cuối hàng, ta có các cái họa tiết sò nằm chồng lên nhau như thế này. Thì kết thúc các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân của mũi móc xích mà sát cái mũi kép đơn cuối cùng của cái họa tiết sò phía dưới nè. Là cái chân móc xích sát này ha. Móc vào cho mình một mũi kép đơn. Ta hoàn tất hàng móc thứ hai ha. Tiếp tục thì lên 3 xích. Quay ngược đầu móc lại. Hàng thứ ba thì sẽ làm tương tự giống như hàng thứ hai, móc vào chính giữa của họa tiết sò này một họa tiết sò nè, lên 2 xích, 3 mũi kép đơn. Sau đó đâm kim vào chân của mũi kép đơn lẻ kế bên, móc vào một mũi kép đơn. Đây ha, ta có được họa tiết sò đầu tiên nè. Làm tương tự cho mình cho đến hết hàng. Thì kết thúc các bạn cũng đâm kim cho mình vào chân xích sát cái mũi kép đơn đầu tiên ở đây nè ha. Móc vào đó một mũi kép đơn. Mình sẽ móc tương tự thêm nhiều hàng móc như vậy nữa. Cho đến khi các bạn gặp đôi cho mình phần thân áo lại.
Tùy vào size áo mà các bạn móc thì chiều dài của phần thân áo tính từ vai xuống hết lai áo mình có để ở phần mô tả. Các bạn có thể nhấp vào phần mô tả bên dưới để tham khảo chiều dài của thân áo. Sau khi đã xác định được chiều dài của thân áo rồi, các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc đều nhau. Tức là ta sẽ móc tương tự như các cái hàng móc mà mình vừa móc nè. Móc làm sao cho cái phần thân này nó đạt được 2/3 so với chiều dài của toàn bộ thân áo là được ha. Ta cứ móc đều thêm nhiều hàng móc. Thì sau khi các bạn đã móc thêm cho mình được nhiều hàng móc, lúc này cái chiều cao này nó đã bằng được 2/3 so với chiều dài của toàn bộ thân áo rồi nè. Khi đã có được một cái chiều cao như thế này rồi, các bạn sẽ tiến hành gập cho mình cái phần thân này lại. Để gập cái phần thân này cho đều á, thì các bạn sẽ đếm cho mình tổng số họa tiết sò mà mình có được ở mỗi hàng móc. Tức là sẽ đếm các cái đầu họa tiết sò này ha. Được bao nhiêu thì chia đôi cho mình. Sau đó mình sẽ lấy cái họa tiết sò mà mình chia đôi đó ra, nó nằm chính giữa. Các bạn sẽ gập đôi hai mép lại. Thì cái phần thân của mình nó sẽ đều nhau nè. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái phần thân áo ở bên trên ha. Có hai trường hợp khi các bạn gập cái phần thân này lại. Trường hợp thứ nhất, hai cái điểm nằm bên nách nó sẽ nằm ở cái chân móc của mũi kép đơn lẻ. Thì mình sẽ hướng dẫn cái trường hợp này trước ha. Trường hợp thứ hai, khi gập đôi lại thì hai bên nách nó sẽ nằm ở chính giữa của họa tiết sò. Thì các bạn có thể tham khảo ở phút thứ 50 của clip ha. Thì như vậy mình sẽ chia được hai bên thân trước và cái thân sau của mình nè cho phần thân áo. Thì bây giờ mình sẽ móc phần thân sau trước. Các bạn tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Khi đã có được một nút rồi, mình sẽ đâm kim vào cái chân móc của cái mũi mà mình đánh dấu ở đây nè. Các bạn sẽ móc ở phần thân sau trước ha. Đây, ta sẽ đâm kim vào cái chân móc mình đánh dấu này, sau đó kéo nút vừa tạo qua chân móc. Kéo nút vừa tạo qua chân móc nè. Móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó sẽ di chuyển kim đến các cái họa tiết sò của cái phần sau lưng á và móc tương tự giống như phần thân áo bên dưới nha. Có 3 mũi kép đơn nè. Sau đó gây nên 2 xích. Và tiếp tục 3 mũi kép đơn nữa. Được họa tiết sò rồi, đâm kim vào chân của mũi kép đơn lẻ kế bên, móc vào một mũi kép đơn. Sau đó các bạn sẽ làm tương tự cho các cái họa tiết sò còn lại, cho đến cái chân móc kế bên mà mình đánh dấu. Và ta sẽ làm tương tự giống như phần thân áo bên dưới. Tức là các bạn sẽ móc đều cho mình ha, móc làm sao cho mình đạt được 1/3 còn lại của chiều dài thân áo là được. Sau khi mình đã móc thêm được nhiều hàng móc ở cái phần thân sau nè, nó đã đạt được 1/3 chiều dài còn lại của thân áo rồi. Đây, 1/3 ha, móc đều. Thì tiếp tục các bạn sẽ móc cho mình một phần thân trước. Ở đây mình đã có móc sẵn một phần thân trước như thế này. Đây, phần thân trước của mình nó sẽ tạo họa tiết cổ tim nè. Tức là các cái họa tiết sò ở cái bên mép mà mình cài nút nó sẽ giảm dần ha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc. Đầu tiên cũng tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Khi đã có được một nút rồi, chân móc đầu tiên mà mình bắt đầu móc, mình sẽ móc từ cái phần nách đi ra trước nha. Thì chân móc mà các bạn đâm kim sẽ là cái chân móc mà mình đánh dấu chính giữa của cái phần nách á, tức là cái chân móc mà mình bắt đầu móc phần thân sau luôn ha. Đâm kim vào cùng một chân móc nè. Và cái phần bên nách này mình sẽ không giảm mũi nha. Ta sẽ đâm kim vào cùng chân móc này, sau đó kéo nút vừa tạo qua chân móc. Móc lên 3 mũi móc xích.
1, 2 và 3. Di chuyển kim đến các cái họa tiết sau bên này và móc tương tự giống như phần thân áo. Ta có 3 kép đơn. Lên 2 xích. Tiếp tục 3 mũi kép đơn. Sau đó đâm kim vào chân của mũi kép đơn lẻ, móc một mũi kép đơn. Sau đó móc tương tự cho mình cho đến họa tiết sau cuối cùng ha. Khi các bạn đã móc cho mình được đến cái họa tiết sau cuối cùng rồi thì để ý cho mình, họa tiết sau cuối cùng của mình nó cũng có 3 kép đơn, 2 xích và 3 kép đơn ha. Thì cái hàng móc này mình sẽ giảm 2 mũi móc cho cái họa tiết sau phía dưới. Tức là 3 kép đơn, 2 xích và 3 kép đơn này các bạn sẽ giảm cho mình chỉ còn lại 4 mũi kép đơn thôi nha. Thì ta sẽ móc như sau. Ta cũng đâm kim vào cái khoảng trống chính giữa của họa tiết sò này và móc vào 3 mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Kép đơn thứ ba. Khi có được 3 mũi kép đơn rồi, các bạn sẽ giảm cho mình 2 mũi móc so với cái họa tiết sò phía dưới. Thì mình sẽ móc lên 2 mũi xích và mình đâm kim tiếp tục vào đó móc một mũi kép đơn. Họa tiết sò của mình đã giảm được 2 mũi móc rồi ha. Ta có 3 kép này, 2 xích và 1 kép, tức là mình sẽ có 4 mũi kép. Nó sẽ ít hơn so với cái họa tiết sò phía dưới là 2 mũi. Thì kết thúc cái họa tiết sò này, các bạn tiếp tục đâm kim vào chân xích sát cái mũi kép đơn này nè. Móc vào đó một mũi kép đơn ha. Ta hoàn tất được hàng móc đầu tiên của phần thân trước ha. Để tiếp tục hàng móc thứ hai thì các bạn tiếp tục móc lên cho mình 3 mũi móc xích. 1, 2 và 3. Ta quay ngược đầu móc lại. Hàng móc thứ hai của phần thân trước thì cái điểm đầu tiên mà mình móc nó cũng là cái mép mà mình cài nút nè, tạo cổ áo á. Thì các bạn tiếp tục giảm cho mình 2 mũi móc so với cái họa tiết sò phía dưới. Thì ở đây mình có 1 kép nè, 2 xích và 3 kép. Các bạn sẽ giảm cho mình còn lại 2 mũi kép thôi. Thì ta tiếp tục đâm kim vào cái khoảng trống đó, móc vào cho mình 2 mũi kép đơn. Khi có được 2 mũi kép rồi thì mình sẽ hoàn tất được cái cách giảm mũi ha. Tiếp tục đâm kim vào chân của mũi kép đơn lẻ, móc một mũi kép đơn. Và đâm kim vào các cái họa tiết sò kế bên, móc tương tự cho mình cho đến cái phần nách bên này. Sau khi đã móc được đến cái phần nách, ta cũng đâm kim vào chân xích sát cái họa tiết sò đó, móc vào một mũi kép đơn. Ta hoàn tất được hàng móc thứ hai giảm mũi ha. Để tiếp tục hàng thứ ba, móc lên cho mình 3 xích và quay ngược đầu móc lại. Từ phần nách đi qua thì mình sẽ làm tương tự, ta không giảm mũi. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cái đầu mà mình giảm mũi ha. 3 mũi kép đơn và họa tiết sò nè. Sau đó là 2 mũi xích. Và 3 mũi kép đơn ha. Móc vào chân của mũi kép đơn lẻ một mũi kép đơn. Khi đã móc tương tự cho mình cho đến cái phần mà mình giảm mũi nè, thì phía dưới lúc này mình có 2 mũi kép đơn rồi. 2 mũi kép đơn này mình sẽ tiến hành bỏ luôn cái họa tiết sò này. Ta đâm kim vào cái chân xích sát cái mũi kép đơn này, móc vào một mũi kép đơn. Thì như vậy là kết thúc 3 hàng móc của cái phần thân trước, mình sẽ bỏ đi được một họa tiết sò ha. Ta chỉ còn lại 3 họa tiết sò cho phần thân trước thôi nè. Để tiếp tục hàng móc thứ tư, các bạn cũng móc lên cho mình 3 mũi xích và mình quay ngược đầu móc lại. Hàng móc thứ tư này ta tiếp tục giảm cái họa tiết sò kế tiếp. Thì họa tiết sò kế tiếp của mình cũng có 3 kép, 2 xích và 3 kép ha. Thì các bạn sẽ giảm tương tự cho mình. Mình sẽ còn lại nè. Nó sẽ tương tự giống như cái cụm sò của hàng thứ hai,
thì ta sẽ móc vào đó một mũi kép đơn vào chính giữa của họa tiết sò này ha. Nó tương tự giống như cái họa tiết sò phía dưới nè, móc vào một mũi kép đơn, sau đó lên hai mũi xích và móc tiếp vào đó ba mũi kép đơn nữa. Lúc này họa tiết sò của mình cũng chỉ còn lại 4 mũi kép đơn thôi ha, ít hơn cái họa tiết sò bên dưới 2 mũi nè. Và nó đã có cái độ bo lại ở cái phần cổ rồi ha. Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng và móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Thì mình sẽ được một cái phần thân trước như thế này. Khi các bạn để giảm mũi cho mình đạt được cái chiều cao bằng phần thân sau rồi, hoặc là khi các bạn cứ móc giảm đều như thế này nè, cho đến khi cái phần vai á nó đạt được một cái độ rộng bằng với cái phần vai của bé ha, bằng với một bên phần vai của bé là được. Thì các bạn tiếp tục móc thêm cho mình hai hàng móc đều và không tăng mũi. Phần cổ của mình nó sẽ có cái độ bo vào bên trong nè. Đây, móc bằng với phần thân sau rồi sẽ móc thêm cho mình tầm khoảng 2 cho đến 3 hàng móc đều nhau và không giảm mũi nữa nha, để mình nối cái phần này với cái phần thân sau lại nè. Ở đây mình đã móc lên được hai hàng móc đều với cái hàng móc cuối cùng mà mình giảm rồi. Thì bây giờ mình sẽ nối cái phần thân trước này với phần thân sau ha. Ta sẽ sử dụng mũi giờ để mình nối các cái họa tiết lại với nhau. Thì đây là cái mé bên phần nách ha. Các bạn sẽ gặp cho mình cái phần thân trước với cái phần nách. Thì mình sẽ có được những cái chân móc tương ứng với nhau nè. Đây, khi chập đôi lại thì các cái chân móc của mình nó sẽ tương ứng với nhau. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân móc đầu tiên của phần thân trước. Và một chân móc tương ứng, tức là cái mũi xích. Xé cái mũi kép đơn này nè. Ta đâm kim vào hai chân móc song song như thế này và móc vào một mũi dời. Tiếp tục đâm kim vào chân móc kế bên phần thân trước và chân kế tiếp ha, là hai chân tương ứng với nhau. Sau đó móc vào đây một mũi dời. Làm tương tự cho mình các cái chân móc còn lại nè. Đâm kim vào hai chân song song, móc vào một mũi dời. Đến cái khoảng trống xích ở chính giữa của cái họa tiết sò của mình nè, thì các bạn sẽ đâm kim cho mình luôn vào cái khoảng trống đó và cái khoảng trống kế tiếp ở phần thân sau ha, móc vào một mũi dời. Và di chuyển kim đến các cái chân còn lại, ta cũng đâm kim vào hai chân song song với nhau, móc vào một mũi dời. Các bạn sẽ viền tương tự cho mình cho đến hết. Sau khi mình đã nẹp lại được phần thân trước với thân sau với nhau rồi, đây sẽ là mặt bên trong ha, mặt trái của sản phẩm. Móc lên một mũi móc xích, kéo vào các len. Thì khi các bạn úp cho mình cái phần này vào trong nè, ta lật cái mặt phải của áo ra ngoài á, thì hai cái đường nối của mình nó sẽ như thế này ha. Và nó sẽ tạo ra được một cái khoảng trống bên hông để mình luồn cánh tay vào nè. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc phần cánh tay. Và để móc được cái phần cánh tay thì các bạn sẽ móc từ cái mặt ngoài ha. Tức là mình sẽ lật cái mặt phải của áo ra ngoài trước nè. Sau đó mình sẽ bắt đầu móc cái phần cánh tay. Hàng móc đầu tiên, các bạn sẽ móc cho mình một viền mũi đơn cho toàn bộ cái phần cánh tay này. Thì mình sẽ đâm kim vào thân chân móc nha. Các bạn sẽ đâm kim vào cái thân chân móc đầu tiên này, móc vào 3 mũi móc đơn nè. Sau đó tiếp tục đâm kim vào cái thân chân móc kế tiếp, là cái thân mà mình móc lên 3 xích nè. Móc vào 3 mũi móc đơn. Và làm tương tự ha. Thân chân móc kế tiếp cũng móc 3 mũi móc đơn. Đây, ta viền lại được cái hàng đầu tiên cho phần nách.
Các bạn sẽ viền tương tự cho mình cho đến cái phần nách bên dưới. Cứ đâm kim vào các cái thân chân móc và mỗi thân chân móc mình sẽ móc vào 3 mũi móc đơn ha. Ở cái chân móc mà mình đánh dấu chi nách này các bạn cũng móc vào một mũi móc đơn nè. Sau đó mình di chuyển kim ra phần thân sau và cũng đâm kim tương tự ha. Ta sẽ đâm kim vào các cái thân chân móc và móc vào 3 mũi móc đơn cho đến hết vòng. Khi móc mà gặp các cái sợi len thừa thì các bạn sẽ móc cho mình dấu vào trong mũi móc để ta cắt len không phải dấu len nhiều ha. Nó sẽ tiện lợi cho mình khi mà mình dấu len. Đây. Viền tương tự cho mình cho đến hết nha. Sau khi đã viền lại được một hàng móc mũi đơn rồi, đến điểm kết thúc thì đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời để kết thúc. Từ đây móc lên 3 mũi móc xích. Khi có được 3 mũi móc xích rồi, bỏ qua 3 chân móc kế bên và móc vào chân thứ tư một họa tiết sò. Họa tiết sò nó sẽ tương tự giống như phần thân áo ha. Có 3 mũi kép đơn. Sau đó lên 2 mũi xích và tiếp tục 3 mũi kép đơn nữa. Vào cùng một chân móc ha. Kết thúc họa tiết sò này, cũng bỏ qua 3 chân móc phía dưới và móc vào chân thứ tư một mũi kép đơn. Ta sẽ có được họa tiết sò đầu tiên. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến chân móc cuối cùng. Ta bỏ qua 3 chân kế bên nè, móc vào chân thứ tư một họa tiết sò. Lên 2 xích, 3 mũi kép đơn vào cùng chân móc. Tiếp tục bỏ qua 3 chân phía dưới và móc vào chân thứ tư một mũi kép đơn. Sau đó làm tương tự cho mình cho đến hết vòng ha. Sau khi đã móc được đến cuối vòng nè, đối với nhiều trường hợp cái mũi móc phía dưới này nó sẽ không có đủ khoảng cách để mình móc chia các cái họa tiết sò thì các bạn sẽ chia đều cho mình hai họa tiết sò cuối cùng ha. Tức là các cái khoảng cách 3 xích này nó sẽ có thể là cách 2 xích thôi hoặc có thể cách 1 xích thôi ha. Tức là làm sao cho cái mũi cuối cùng của mình sẽ tạo ra được một họa tiết sò. Để mình nối vào 3 cái mũi xích đầu tiên mà mình gây nên nè. Đâm kim vào cái chân xích sát bên này móc một mũi dời. Từ đây móc lên 3 mũi xích. Có được hàng móc đầu tiên cố định cho phần tay áo rồi thì mình sẽ móc tương tự giống như phần thân áo ha. Các bạn sẽ móc cho đến cuối hàng móc và móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Lúc này mình sẽ tạo ra được một cái phần cánh tay như thế này. Khi ta móc thêm nhiều hàng móc như vậy nữa thì cái cách mà các bạn đo cái phần cánh tay á, các bạn sẽ móc cho mình thêm nhiều hàng móc làm sao cho tổng số hàng móc mà mình đạt được ở phần cánh tay nó sẽ bằng tổng số hàng móc ở phần thân áo tính từ phần nách đi xuống ha. Và sau khi đã đạt được chiều dài của phần cánh tay rồi, mình sẽ tiến hành viền lại ở phần cổ tay. Để giúp cho cái phần cổ tay của mình nó có cái độ bo nhỏ lại, nó không có bị quá rộng á, thì các cái chân móc của mũi kép đơn các bạn sẽ móc vào đó cho mình một mũi kép đơn. Còn cái họa tiết sò của mình á, các cái họa tiết sò bên dưới nó có khoảng cách là mũi xích thì các bạn sẽ không tạo mũi xích nữa và ta sẽ tiến hành giả mũi kép đơn. Các bạn sẽ móc cho mình 5 mũi kép đơn vào cái khoảng trống này ha, tức là 5 mũi kép đơn nó sẽ liên tiếp với nhau, hoặc là có thể 4 hoặc là có thể 3 mũi ha, tùy vào cái phần bo tay mà các bạn muốn nó to hay nhỏ. Ở đây mình đã móc được 5 mũi kép đơn liên tiếp với nhau. Nó sẽ không có cái khoảng cách là mũi xích nữa ha. Và giúp cho cái phần cánh tay của mình nó có cái độ bo nhỏ lại nè. Kết thúc đâm kim vào chân của mũi xích sát bên này, móc vào một mũi dời.
móc lên một xích. Như vậy là mình hoàn tất được phần cổ tay. Các bạn tiếp tục móc thêm cho mình một hàng móc mũi đơn để mình cố định lại được cái độ rộng của phần cổ tay này. Thì ta sẽ đâm kim vào các cái chân móc liên tiếp với nhau, móc vào một hàng mũi đơn ha. Tương tự cho mình cho đến hết vòng. Thì ta hoàn tất được phần cánh tay ha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách viền ở cái phần thân áo. Để viền lại được toàn bộ phần thân áo thì điểm đầu tiên mà ta bắt đầu móc là cái phần lai áo bên dưới ha. Tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, kéo sợi len dài để thành một nút. Sau đó mình sẽ đâm kim vào cái chân móc mà mình móc mũi kép đơn cuối cùng ở phần thân nè. Kéo nút vừa tạo qua chân móc. Từ đây móc lên 3 mũi xích. Sau đó đâm kim vào cái chân móc mà mình móc họa tiết sò đầu tiên của cái phần thân nè. Tức là cái họa tiết sò của mình nó sẽ ngược lại so với phần thân trên ha. Các bạn sẽ móc cho mình vào đó 6 mũi kép đơn liên tiếp với nhau. Và ta sẽ không tạo cái hai mũi xích đến giữa nữa nha. Tiếp tục móc 3 mũi nè, là ta sẽ có được tổng cộng 6 mũi kép đơn liên tiếp với nhau. Ta hoàn tất được họa tiết sò đầu tiên. Tiếp tục đâm kim vào chân mà ta móc mũi kép đơn lẻ nè. Móc vào một mũi kép đơn. Đây, mình sẽ viền lại được hàng đầu tiên của phần lai áo. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho các cái họa tiết còn lại. Vào chân của họa tiết sò, móc vào 6 mũi kép đơn liên tiếp với nhau. Kép đơn thứ 3, kép đơn thứ 4, mũi kép đơn thứ 5 và mũi kép đơn thứ 6. Sau đó đâm kim vào chân của mũi kép đơn lẻ ha, và sẽ móc vào đó một mũi kép đơn. Và làm tương tự cho đến hết phần lai áo. Khi đã viền lại được cái phần lai áo rồi nè, có các cái họa tiết sát nhau và mình không tạo khoảng trống nữa. Đến cái phần lai mà mình cài nút nè, thì các bạn sẽ dùng kim đánh dấu và đánh dấu cho mình hàng móc cuối cùng mà mình móc cái họa tiết sò đều á. Đây, vào cái chân của mũi kép đơn của họa tiết sò đều cuối cùng ha. Tức là họa tiết sò mà mình không giảm mũi á. Đánh dấu cho mình vào chân móc đó và tương tự giống như cái đầu bên kia. Cũng đánh dấu cho mình vào chân móc này ha. Và mình sẽ móc viền cái phần lai áo trước. Móc lên cho mình một mũi móc xích. Đâm kim vào chân cuối cùng đó, móc vào một mũi móc đơn. Sau đó mình di chuyển kim đến các cái chân móc mà mình móc các cái mũi kép á. Lần này các bạn sẽ không móc vào thân chân móc nữa mà mình chỉ móc vào các cái chân móc này thôi ha. Ta không móc vào thân chân móc mà chỉ móc vào các cái chân móc mà mình móc mũi kép đơn thôi. Thì chân móc này các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn. Sau đó tiếp tục chân móc phía trên cũng móc vào hai mũi móc đơn. Là chân móc này ha. Móc vào cho mình hai mũi móc đơn nè. Tương tự chân kế tiếp cũng móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Như vậy là mình sẽ viền lại được hàng đầu tiên của cái phần cài nút. Khi các bạn móc vào cái chân móc này thì nó sẽ giúp mình tạo được cái điểm nhấn hơn cho cái phần cài nút ha. Nó sẽ đẹp hơn so với khi mà mình móc vào các cái thân chân móc nè. Ta cứ móc vào mỗi chân móc hai mũi móc đơn là được. Đây, nó sẽ được đẹp hơn và nó có điểm nhấn hơn so với khi mình móc vào thân chân móc ha. Móc tương tự cho mình cho đến chân móc mà mình đánh dấu.
Khi đã móc được đến cái chân móc mà mình đánh dấu, tháo cho mình kim đánh dấu ra. Và cái chân móc mà mình đánh dấu này các bạn sẽ móc vào cho mình hai mũi móc đơn. Sau đó gây nên một xích và hai mũi móc đơn vào cùng chân móc đó nữa ha. Tức là chân móc này mình sẽ có được tổng cộng là 4 mũi móc đơn. Đánh dấu lại cho mình vào cái chân xích nằm chính giữa. Sau đó tiếp tục di chuyển kim đến các chân móc của cái phần cổ và sẽ làm tương tự, mỗi chân sẽ móc 2 mũi móc đơn ha. Đây, vào chân móc này 2 mũi móc đơn nè. Khi móc được hết cái phần cổ tim rồi, đến cái phần thân sau thì các bạn tiếp tục đâm kim cho mình vào các cái chân móc của cái phần thân sau nè. Và mình sẽ móc vào đó mỗi chân là một mũi móc đơn. Chân kế bên một mũi móc đơn nè. Đối với cái khoảng trống của họa tiết sò bên dưới là cái khoảng trống hai xích này nè, các bạn sẽ bỏ qua cho mình cái khoảng trống này và mình đâm kim vào ba chân kế tiếp bên này, mỗi chân là một mũi móc đơn. Tức là khi viền các bạn sẽ bỏ qua cho mình hai cái chân xích này ha, móc viền tương tự cho mình cho đến cuối hàn luôn. Lưu ý là cái chân móc mà mình đánh dấu đây cũng móc cho mình 4 mũi móc đơn ha, nó tương tự giống như cái mũi mà mình đánh dấu ở đây nè, tức là hai đơn một xích và hai đơn. Viền tương tự đến hết. Mình vừa viền được hàng móc đầu tiên cho toàn bộ thân áo và cũng tạo được cái góc thứ hai cho phần cổ áo. Thì đến điểm kết thúc này các bạn tiếp tục móc lên cho mình hai mũi móc xích. Ta quay ngược đầu móc lại. Ở hàng móc viền thứ hai này mình chỉ viền ở cái phần mình cài nút lên cổ áo thôi ha. Tức là mình sẽ không viền ở phần lai áo. Các bạn sẽ móc cho mình vào mỗi chân là một mũi kép đơn. Móc tương tự cho mình cho các cái chân móc còn lại. Cho đến cái góc mà mình đánh dấu đầu tiên ở đây ha. Khi đã móc được đến cái chân móc mà mình đánh dấu rồi thì tiếp tục tháo kim đánh dấu ra. Và ở cái chân móc mà mình đánh dấu là cái khoảng trống xích của 4 mũi móc đơn phía dưới nè. Móc cho mình 3 mũi kép đơn vào cùng chân móc. Sau đó tiếp tục dùng kim đánh dấu và đánh dấu cho mình vào cái chân của mũi kép đơn thứ hai, là cái chân nằm chính giữa ha. Tiếp tục ở cái phần cổ áo thì làm tương tự, mỗi chân là một mũi kép đơn. Viền tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cái góc tiếp theo mà mình gặp ở đây. Tương tự ha, đến cái chân móc mà mình đánh dấu ở đây thì cũng tháo kim đánh dấu ra nè. Và cũng đâm kim vào cái khoảng trống xích đó, móc 3 mũi kép đơn. Ta cũng dùng kim đánh dấu và đánh dấu vào chân nằm chính giữa. Ở cái phần viền cuối cùng từ cái chân đánh dấu này, mình sẽ tạo khoảng trống để mình cài nút ha. Những bạn nào mà dùng nút nhỏ thì các bạn có thể cài nút cho mình vào các cái khoảng trống nằm chính giữa của các cái thân chân móc nè. Còn ở đây kích thước cái nút mà mình sử dụng đó là đường kính 2 cm, nên các bạn sẽ tạo cho mình những cái khoảng trống lớn hơn. Thì từ cái điểm này các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích. Ta sẽ bỏ qua chân móc kế bên và móc vào chân kế tiếp một mũi kép đơn.
Mình sẽ tạo ra được một khoảng trống đầu tiên để cài vào cái nút lớn nè. Ta sẽ chia đều các cái khoảng trống để mình cài nút cho cái hàng móc này. Thì khoảng cách giữa các cái nút tùy vào sở thích của mỗi người ha. Ở đây mình sẽ chia đều hai nút liên tiếp cách nhau là 7 mũi kép đơn. Thì các bạn sẽ móc liên tiếp cho mình 7 mũi kép đơn vào 7 chân móc. Kép đơn thứ ba nè. Kép đơn thứ tư. Kép đơn thứ năm. Kép đơn thứ sáu. Và kép đơn thứ bảy. Khi có 7 mũi kép đơn rồi ha, thì mình sẽ tiếp tục móc lên một xích để tạo cái khoảng trống thứ hai. Đâm kim vào cái chân móc kế tiếp, tức là mình sẽ bỏ qua một chân ha. Như vậy là khoảng cách giữa hai nút nó sẽ cách nhau là 7 mũi móc. Các bạn sẽ chia đều cho mình cho đến hết hàng. Hai nút của mình nó sẽ cách nhau là 7 mũi ha. Ta có kép đơn thứ hai nè. Kép đơn thứ ba. Kép đơn thứ tư. Kép đơn thứ năm. Mũi kép đơn thứ sáu. Và mũi kép đơn thứ bảy. Được 7 mũi kép đơn liên tiếp thì tiếp tục tạo khoảng trống thứ ba ha. Bỏ qua một chân, đâm kim vào chân kế tiếp nè. Và móc tương tự đến hết. Khi đã tạo được cho mình các cái khoảng trống để mình cài nút đến cái chân móc cuối cùng thì móc lên một xích, sau đó ta quay ngược đầu móc lại. Ở hàng móc viền thứ ba này mình sẽ viền lại toàn bộ cái phần thân áo của mình ha, cho cả phần lai áo luôn. Thì các bạn sẽ sử dụng cho mình mũi móc đơn, đâm kim cho mình vào các cái chân móc liên tiếp, mỗi chân là một mũi móc đơn. Đến cái khoảng trống xích mà mình tạo khoảng trống để cài nút nè, thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào luôn khoảng trống đó ha, và móc vào một mũi móc đơn. Sau đó di chuyển kim đến các chân móc còn lại và ta sẽ móc đều mỗi chân là một mũi móc đơn. Móc cho mình đến chân móc mà mình đánh dấu ở đây ha. Khi đã móc được các cái mũi móc đơn đến chân móc mà mình đánh dấu thì tiếp tục tháo kim đánh dấu ra và chân móc mà mình đánh dấu này móc vào cho mình 3 mũi móc đơn. Tiếp tục đâm kim đánh dấu vào chân chính giữa ha. Và mình sẽ viền tương tự cho các cái chân móc còn lại, mỗi chân là một mũi móc đơn. Các bạn sẽ móc đều cho mình cho đến cái chân móc kế tiếp mà mình đánh dấu, thì chân này cũng móc vào 3 mũi móc đơn và mình tiếp tục đánh dấu vào chân nằm chính giữa ha. Sau đó sẽ viền cho đến cái phần lai áo. Ở góc của phần lai áo thì mình sẽ có một đơn, một xích và một đơn ha. Sau đó tiếp tục viền lại ở cái phần lai áo bên dưới thì ta sẽ đâm kim lần lượt vào các cái chân móc liên tiếp, mỗi chân là một mũi móc đơn nè. Lúc này các cái họa tiết sò của mình nó không có khoảng trống nữa thì các bạn sẽ móc liên tiếp đều cho mình nha. Mỗi chân là một mũi móc đơn là được. Viền tương tự cho mình cho đến hết cái phần lai áo. Thì mình sẽ hoàn tất được phần thân áo ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc cái phần cổ áo bên trên. Đâm kim cho mình vào chân móc đầu tiên mà mình đánh dấu. Tạo một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn. Kéo sợi len dài để thành một nút. Sau đó tháo kim đánh dấu ra và đâm kim vào chân móc đó. Kéo cái mũi móc qua chân móc. Móc lên hai mũi móc xích. Đâm kim vào chân mà mình vừa móc đó, móc vào đó cho mình hai mũi kép đơn cùng chân móc ha.
Được hai mũi kép đơn vào cùng chân móc rồi, các chân còn lại sẽ móc đều, mỗi chân là một mũi kép đơn. Khi móc lưu ý giấu cho mình luôn sợi len thừa vào trong mũi móc nha, để khi ta cắt len thì không phải giấu len nhiều. Móc tương tự cho đến chân móc mà mình đánh dấu tiếp theo ha. Thì khi đã móc đến chân móc mà mình đánh dấu tiếp theo rồi thì các bạn tiếp tục tháo kim đánh dấu ra, và chân móc đó ta sẽ móc vào hai mũi kép đơn cùng chân móc. Ta hoàn tất được hàng móc đầu tiên cho phần cổ áo. Để tiếp tục hàng móc thứ hai, móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Ở hàng móc thứ hai, tương tự như hàng móc thứ nhất, móc vào chân đầu tiên hai mũi kép đơn cùng chân móc. Các chân còn lại thì mỗi chân là một mũi kép đơn ha. Móc tương tự cho mình các cái chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Thì cuối hàng chân cuối cùng các bạn cũng móc cho mình vào chân cuối cùng này hai mũi kép đơn cùng chân móc. Sau đó mình sẽ lặp đi lặp lại thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa, làm sao cho phần cổ áo của mình nó có được một cái độ dày là được. Một điểm lưu ý nhỏ ở phần cổ áo nè, đối với những bạn nào mà thích cái phần cổ áo của mình nhọn á, móc cho bé gái thì các bạn sẽ móc đều cho mình, hàng móc nào các bạn cũng tăng cho mình một mũi ở đầu và một mũi ở cuối ha, là cái phần cổ áo này nó sẽ có cái độ nhọn nè. Còn những bạn nào mà móc cho bé trai thì các bạn sẽ móc đều và mình không tăng mũi ở điểm đầu và điểm cuối, giúp cho cái phần cổ áo của mình nó bẻ ngang qua, nó không có bị nhọn ở bên dưới ha. Hoặc là cũng có thể móc cho mình xen kẽ một hàng mình tăng và một hàng mình không tăng, cho phần cổ áo của mình nó rộng ra là được. Và giúp cho cái phần cổ áo nó được hoàn thiện hơn thì tiến hành cắt len, và mình sẽ viền lại một hàng mũi đơn cho phần cổ áo. Khi bẻ cái phần cổ áo ra thì đây sẽ là cái mặt phải nè. Thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc này trước. Ta sẽ đâm kim vào chân móc nằm sát với cái mũi mà mình đánh dấu ở cái phần lai áo á. Đưa cái sợi len thừa ra phía sau và đâm kim vào cái chân móc này ha. Bắt đầu cái phần cổ áo nè. Kéo sợi len qua chân móc, móc lên một xích. Sau đó di chuyển kim đến chân móc của hàng kế bên, móc vào đó hai mũi móc đơn. Ta sẽ không móc vào thân chân móc mà chỉ móc vào chân móc thôi nha. Chân kế tiếp cũng móc hai mũi móc đơn vào cùng chân móc nè. Khi móc cũng giấu sợi len thừa vào trong mũi móc nha. Làm tương tự cho các chân móc còn lại. Mỗi chân ta sẽ móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc, móc đến cái điểm nhọn đầu tiên của cái phần cổ áo. Đây thì mình sẽ viền lại được ở cái phần cổ áo ha. Đến điểm nhọn thì đâm kim vào cái chân đó, móc vào một mũi móc đơn. Sau đó móc lên một xích và tiếp tục móc vào đó một mũi móc đơn nữa. Di chuyển kim đến các chân móc còn lại, mỗi chân là một mũi móc đơn. Viền tương tự cho các chân móc còn lại. Cho đến cái góc nhọn tiếp theo thì cũng làm tương tự như góc nhọn này ha. Một mũi móc đơn, sau đó lên một xích và một mũi móc đơn. Và viền tương tự cho các cái chân móc còn lại, mỗi chân hai mũi móc đơn. Móc tương tự cho đến hết cái cạnh này luôn. Trường hợp thứ hai mình mua hướng dẫn cho các bạn là khi các bạn móc xong cái phần thân áo bên dưới nè, được 2/3 chiều dài của thân áo rồi. Thì khi ta gặp đôi cái phần thân này lại, hai cái điểm bên nách của mình nè, khi ta chia đều phần thân trước ra thì cái điểm mà mình nằm ở sát bên nách nó sẽ nằm chính giữa của họa tiết sò. Các bạn sẽ đánh dấu cho mình vào chính giữa đó ha. Tương tự bên này cũng vậy nè.
Chân nằm chính giữa của họa tiết sò sẽ là cái chân ở bên nách ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mình lên cái phần thân mà cái chân móc đầu tiên và cuối cùng nó nằm ở chính giữa của họa tiết sò nè. Ở cái phần mà mình giả mũi cho cổ áo thì làm tương tự như phần mình hướng dẫn ha. Đến cái phần nách rồi, tức là cái đoạn nằm chính giữa của họa tiết sò nè. Thì ở đây nó nằm chính giữa. Họa tiết sò của mình có 3 mũi kép, 2 mũi xích và 3 mũi kép. Thì các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi kép. Đây, ta sẽ được một hàng đầu tiên của cái phần thân trước. Tức là ở cái phần mà mình chia nách nó nằm chính giữa của họa tiết sò thôi nè. Sau đó từ đây móc lên 3 mũi móc xích. Ta quay ngược đầu móc lại. 3 mũi móc xích này mình tính là một mũi móc rồi, thì các bạn tiếp tục móc thêm cho mình 2 mũi kép đơn vào cái chân móc đầu tiên nữa. Đây, vào chân này ha, 2 mũi kép đơn. Như vậy là mình sẽ có được tổng cộng là 3 mũi kép đơn cho cái chân móc ở phần nách. Khi đã hoàn tất rồi thì các bạn sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại. Đâm kim vào chân của mũi kép đơn lẻ, móc một mũi kép đơn. Tiếp tục móc tương tự và quay ngược đầu móc, móc đến phần nách. Khi đã móc được đến cái phần nách tiếp theo rồi nè, thì các bạn tiếp tục đâm kim vào chân xích thứ 3 của 3 mũi móc xích mà mình gây nên ở phần nách. Đây là chân xích thứ 3 ha, móc vào đó 3 mũi kép đơn. Thì mình cũng có được số mũi đều so với các cái số mũi ở phía dưới ha. Mình sẽ móc tương tự thêm nhiều hàng móc nữa. Thì đây là cách mà các bạn móc cho cái phần nách nó nằm chính giữa của họa tiết sò nè. Khi mình đã viền được toàn bộ phần cổ áo và chia nách móc phần cánh tay rồi ha, thì đến cái phần cài nút, các bạn sẽ khâu cho mình các cái hạt nút nằm tương ứng với các cái khoảng trống mà mình tạo để cài nút vào nè. Mình sẽ cài nút lại. Các bạn sẽ tiến hành khâu đều cho mình các cái hạt nút tương ứng với các cái khoảng trống ha. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một cái mẫu áo khoác cổ bẻ cho bé trai và bé gái như thế này. Các bạn có thể phối màu tùy thích ha. Chúc các bạn thành công!